Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, vậy là cuối cùng cái bản update cuối cùng của năm 2021 đã được hoàn thành rồi nè. Và khi mà vừa vào game á, thì mình đã được là 1500 tiền sao. Đây giống như là phần thưởng mà dành cho cái việc mà mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà Santa tập sự bữa trước á mọi người. Và khi vừa vào game á, thì mình đã được gặp ngay một cái anh tên là Haru mọi người. Và anh này thì anh ấy đã tặng cho mình một chiếc mũ để chào đón năm mới. Và cái mũ này là mũ miễn phí mọi người ơi. Trời ơi, hôm nay sao update gì mà thơm ngon quá mọi người. Mới vô game đã được tặng ngay một cái mũ đi. Và đây chính là cái mũ năm mới mà anh Haru anh ấy vừa tặng mình. Thì bây giờ mình sẽ xem là cái anh Haru này anh ấy sẽ bán cái gì mà sao mấy bạn này á đứng xung quanh anh ấy nhiều quá trời là nhiều luôn. Đầu tiên á là mình sẽ mua một cái kính mọi người ơi. Thì cái kính 2022 nó có giá là 2022 tiền sao luôn mọi người. Và nó còn bán kẻ rất là nhiều pháo hoa để chào đón năm mới nè. Với lại là có bán một cái trái bóng chúc mừng năm mới giá là 150 tiền sao mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ mua cái kính với giá là 2022 tiền sao. Và sau đó là mình sẽ mua luôn cái bóng bay với giá là 150 tiền sao này nha. Thì đây có lẽ là cái mùa update đó. Mà mình thấy là chi mà vừa update xong là vô đã được nhận quà rồi mọi người. Thật là thơm ngon quá đi. Bây giờ mình sẽ đội cái mũ với lại cả cái kính vô thử coi nha. Thật là cool gấu đó mọi người. Mình cũng sẽ kiếm một cái bộ đồ mới để mình bật luôn để cho hợp với cái lại cái nón cũng như là cái kính này nha. Thì mình ghi đồ đâu á là ở trong cái mùa update này có rất là nhiều sự thay đổi luôn. Với lại là hình như là đây là cái mùa update cuối cùng của năm á, cho nên nhà phát hành đã tặng mình rất là nhiều thứ mọi người. Thì để coi là nhà phát hành đã tặng mình những cái gì, chúng mình sẽ cùng bắt đầu khám phá với mình nha. Mình sẽ làm thành từng phần cho mọi người coi. Và đầu tiên chính là cái phần quà bảo trì mọi người. Mình sẽ mở hộp thư ra để coi là sau cái bảo trì này mình được nhận cái gì nha. Và mình đã được nhận là 20 cục kim cương của phần quà bảo trì cũng như là 2000 tiền sao mọi người. Và cái phần thưởng đăng nhập này á, thì mình đã để lịch đăng nhập ở trên cái YouTube mà cộng đồng á, để mọi người cứ lên và xem sau đó là đăng nhập để nhận quà nha. Tiếp đến á, đó là mình sẽ nhìn sơ qua về cái thành phố của mình. Thì mình thấy thành phố của mình là không có gì thay đổi mọi người. Ô lè trời, có cái khinh khí cầu kia. Từ từ nha, tí nữa mình sẽ cho mọi người coi rõ cái khinh khí cầu hơn nha. Bây giờ thì mình cứ nhìn coi là thành phố của mình đã thay đổi gì mọi người. Thì thay vì các cái mà trang trí Giáng sinh á, thì bây giờ nó đã dẹp hết rồi. Và nếu mà để mua khinh khí cầu thì mọi người sẽ đang có chị bán kem bên này. Và giá của khinh khí cầu Choco Bạc Hà là 1000 lá mâm mọi người ơi. Vậy là mình sẽ phải mua cái khinh khí cầu này bằng lá mầm nha. Và mình có một cách kiếm lá mầm rất là nhanh luôn. Mình sẽ làm một cái video riêng về cái lá mầm cho mọi người coi luôn. Cho nên mọi người hãy chờ đón cái video về lá mầm của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ review sơ qua về cái bản update này trước cái đã. Sau đó là mình sẽ làm một cái video về lá mầm cho mọi người coi. Và mình chắc chắn là trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai là mọi người sẽ mua được cái khinh khí cầu hình que kem thôi, nên mọi người yên tâm nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá nè. Thì vẫn như các lần update lần trước là mình sẽ có các cái bộ trang phục mới. Và cái đặc biệt nhất đó chính là cái hố xanh với lại các loại cá mới á mọi người. Và cái thu thập bộ sưu tập này nè, thì cái thu thập bộ sưu tập này á, mình được rất là nhiều kim cương luôn. Một xíu nữa mình sẽ cho mọi người coi nha. Và mình cũng sẽ có một cái hộp mới mọi người. Và các cái bộ trang phục mới này. Rồi cái gì đây? Phong ấn hở ba cà rồng mọi người ơi. Thì cái này mình nghĩ là chắc là ở trong cái phần cửa hàng trang phục quá. Thì đây là tất cả những cái nội dung mà ở trong cái bản update này. Thì đầu tiên mình có đó là một cái gói giờ tắm đến rồi. Và đây là một cái bộ bè có cái khăn chùm đầu nè, với lại một cái áo tắm, với lại một cái zip màu hồng giá 89.000 mọi người. Thì giá này cũng khá là ok nhờ. Tiếp theo là mình có là cương thi ngàn năm. Là mình có nguyên một bộ đồ cương thi luôn mọi người. Giá là 125 kim cương. Thì bởi vì cái bộ đồ cương thi này nó bán kim cương á, nên mình nghĩ là mọi người có thể góp kim cương về mua được. Chứ nó cũng không quá là khó như là mua bằng tiền thật đúng không mọi người. Thì chỉ có mỗi hai cái đồ đó là mới thôi. Rồi mình sẽ kéo xuống đây, mình có một cái hộp ong vàng mọi người ơi. À đâu, một cái hộp hoa hướng dương mọi người. Thì đây giống như là cái bộ hoa hồng ghê á. Và chắc chắn là mình sẽ làm một cái video tất nhân phỏng về cái vụ mà bốc thăm hoa hướng dương này thôi, để coi là cái nhân phẩm hoa hướng dương của mình so với lại nhân phẩm hoa hồng đợt trước mình đã đập quà cho mọi người thì nó như thế nào nha. Trời ơi, tôi hồi hộp quá, may quá. Bây giờ mình vẫn có là 387 cục kim cương á mọi người, nên là chắc chắn là mình sẽ làm cái video đập hộp đó. Bây giờ thì còn một cái nữa thú vị, đó chính là cái
bãi biển mà ở ngoài xa có mấy con cá mới á. U là trời, có cái bạn nào này để mọi người, bạn nó mặc cái bộ đồ mà bóng tắm này đó, mọi người thấy chưa? Nếu mọi người thấy dễ thương thì mọi người có thể mua nha. Một chút nữa thì mình cũng sẽ mua cái bộ đồ này luôn. Bây giờ thì bởi vì ở trong cái thẻ của mình nó không có tiền á, cho nên là mình chưa có thể nào mà mua được cái bộ này được. Nhưng mà chút xíu nữa chắc chắn là mình sẽ mua cái bộ đồ này luôn, bởi vì giá 89.000 là mình nhìn nó khá là dễ thương á mọi người. Mình còn quên nữa, đó chính là trong cửa hàng mọi người ơi, thì trong cửa hàng người ta cũng bán rất là nhiều các cái bộ đồ mà nhìn nó dễ thương cute chứ đi mọi người. Trời ơi, cái áo khoác bông ấm màu trắng với màu hồng nhìn nó đúng kiểu cute hột me luôn á. Và nó còn có một cái áo dành cho mấy cái bạn nam nữa nè. Vậy là đợt này giá phát hành có ra các cái bộ trang phục bằng đá quý với lại cả bằng tiền sao đi mọi người, mà nhìn nó dễ thương cực kỳ luôn á. Đây nè, cái bộ đồ này xinh ghê luôn á mọi người. Mình chắc chắn là mình sẽ mua cái áo hồng này thôi, với lại cái áo trắng á, nhìn nó đúng kiểu mà nó cute thế nhờ. Mà giá thì cũng ok mọi người, chỉ có 24 tiền sao thôi, nên mình nghĩ mọi người hoàn toàn có khả năng để mua nha. Và cũng có một bộ đồ cho mấy bạn nam luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là đi ra ngoài biển đó để mình khám phá coi là cái khu mà ngoài biển là cái khu hot nhất luôn. Đó chính là cái khu á mà có mấy con cá mới á mọi người. Thì có lẽ đây là khu yêu thích nhất luôn của mấy cái ông mà đi săn cá rồi, nên là mình sẽ phải chạy ngay ra đấy thôi. Thì cái đường ra là ở giữa biển đó mọi người. Thì cái đó nó giống như là một cái hố nước sâu á, là ở đó có các cái loại cá mới á. Thì mình thấy rất là bất ngờ luôn, bởi vì tối ngày hôm qua nhà phát hành có để một cái hình là con sư tử biển màu trắng á mọi người. U là trời ơi, mình nhìn nó cute hột men cực kỳ luôn. Chắc là bữa sau á, là sau cái khi mà mình up cái video này á, mình sẽ phải cắm cái cần câu ở đó hoài luôn á, để mình câu cho được cái con sư tử biển màu trắng mọi người. Bởi vì nhìn nó cute ơi là cute luôn á. Và đây chính là cái hồ nước của mình nè. Bây giờ thì đã có rất là nhiều bạn đang câu cá ở trong cái khu vực hồ nước này này mọi người. Mình chắc chắn luôn đó là sau ngày hôm nay thì đây sẽ là cái khu vực câu hot hot nhất luôn của cái thành phố của mình luôn đó mọi người. Mọi người ơi, mọi người thấy này, trời ơi, đó chỉ là một cái hố thôi á, mà nó làm cũng rất là đẹp đúng không? Giống như là một cái đảo nhỏ ở giữa cái biển luôn đó mọi người. Thì ở đây nó sẽ có sưu tử biển về các cái loại cá mới á. Thì hôm nay mình cũng sẽ cho mọi người coi luôn cái bộ sưu tập cá nha. Khi mọi người bấm về bộ sưu tập cá thì mọi người sẽ được nhận mấy cái phần thưởng của mọi người. Và hồi nãy nó ghi là hãy sưu tập để nhận phần thưởng á, thì mình đã nhận và được rất là nhiều kim cương luôn, cho nên là mọi người vô nha. Bởi vì là mình cũng câu được khá là nhiều cá rồi ấy, cho nên là bây giờ mình chỉ việc mình vô mình nhận quà thôi mọi người ơi. Cho nên là những bạn nào á mà đã câu được những cái con cá như ở trong video mình để đây này, thì mọi người hãy vô bấm về chỗ mà thư viện cá để nhận quà ngay đi nha. Trời ơi, quá trời quà luôn á. Mình tính ra là mình cũng được mấy chục cục kim cương luôn đó mọi người. Với lại là được cả những cái món đồ mà rất là mắc tiền luôn nè. Ví dụ như là mình câu đủ mấy cái con cá ở trong cái nhiệm vụ này á, thì nó cho mình là nguyên một cái chỗ mà cắm trại luôn nè. Với lại mấy con cá này nó cho mình kim cương được mọi người nhiều chứ. Còn mấy cái con cá mà mình chưa có á, thì là mình sẽ không có được nhận. Nè mọi người, được 5 cục kim cương luôn. Đây mình sẽ được nhận là một cái bảng nữa nè. Thì mọi người vô nhận quà đi nha. Toàn là kim cương thôi mọi người ơi, nhìn là đã thấy khoái rồi nè. Mình còn được nhận một cái thảm cá Nemo rồi mọi người. U là trời ơi, và ta nói đây là cái lần update mà được tặng nhiều quà nhất luôn á. Thật ra là do là mình thấy á, khi mà nhà phát hành đưa ra cái ý tưởng đó là khi mà mình câu được các cái con cá thì mình được nhận quà, đó là một ý tưởng rất là hay luôn. Cái này mình thiếu mất con ba ba vương miệng để mọi người, cho nên là mình không có được nhận cái mai rùa này. Thì mình thấy đây là một cái ý tưởng khá hay từ nhà phát hành. Giống như là khi mà mọi người đi câu cá, mọi người có động lực hơn đúng không? Giống như là mình sẽ quyết tâm mình sưu tầm cho được cái con cá mà đó ở trong cái bộ sưu tập này, để mình nhận được mấy cái phần quà trong cái và nhiệm vụ nhà phát hành đưa ra cho mình đó. Thì mình thấy đây là một cái khá là hay, nó sẽ tạo động lực cho các bạn đi săn cá đúng không? Và mình thì mình cũng vậy á, mình sẽ cố gắng đi săn để mình nhận được hết mấy cái phần quà này, bởi vì nó rất là ngon lành luôn đó mọi người. Gì mà tặng nguyên một cái xe luôn nè, với lại là rất là nhiều kim cương luôn. Cho nên là ông nào á mà có nhiều cá ở trong bộ sưu tập thì vô nhận quà đi nha. Thơm thơm lắm luôn á, quá trời là kim cương luôn. Thì đây là bách khoa toàn thư về cá nha mọi người. Thì đây chính là các cái giống như là điểm nổi bật mà mình thấy ở trong cái bản cập nhật này nó đưa ra. Đây là các cái con cá mà ở khu vực biển sâu như bãi biển nè. Thì mọi người cứ bấm vào đó và xem nó xuất hiện ở khu vực nào á, thì mọi người đã đó vào câu nha. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người coi thử cái khinh khí cầu nha mọi người.
Thì đây chính là cái khinh khí cầu mà siêu hot ở thời điểm hiện tại luôn. Thì cái khinh khí cầu này nó chỉ bay được những cái nơi mà có đất thôi nha mọi người. Còn nếu mà ra cái nước thì nó sẽ không bay được đâu. Giống như là do mình đang ở cái đảo thì cái khinh khí cầu nó sẽ bơi được vòng vòng ở chỗ cái chỗ mà có đất này. Còn nếu như mà ra biển thì nó sẽ bị mất đó mọi người. Cho nên đây chính là cái khinh khí cầu mà mình thấy nó mắc cười một cái là cái ông này có cái khinh khí cầu thì ông ngồi ở giữa này. Còn mấy cái ông mà ngồi ké là không phải là được ngồi ké đó mọi người, mà là đu dây. Mọi người thấy chưa? Trời ơi là trời, cái game này nó ép thật sự luôn á. Thì thôi nó kiếm cho cái ghế đi ha, để được ngồi 5 ông ngồi chung đi đây không mọi người. Một ông lái xe, còn mấy ông kia, 4 ông kia là chỉ có đu ở xung quanh cái khinh khí cầu thôi. Và mình nghĩ lỡ như mà cái khinh khí cầu nó bay cao lên thì sao, trời có mà ngã vỡ bờ mọi người ơi. Nhưng mà nhìn thực sự nó cũng tên đúng không mọi người. Và một cái điều đặc biệt nhất đó chính là mua bằng lá bầm. Thì mình nghĩ là mọi người hoàn toàn có khả năng mua được cái khinh khí cầu này, chứ nó không có kiểu như là làm ác á, giống như là mua bằng tiền á. Thì mình nghĩ là nếu như mà mua bằng tiền á thì mọi người sẽ ít có cơ hội để mua hơn. Còn mua bằng cái khinh khí cầu á, để mua bằng mầm non á, thì mình nghĩ mọi người có thể tích góp và mua được. Và bây giờ mình sẽ up một cái video mà cực kỳ hot luôn, đó chính là video cách mà mình mua được cái dụng bạc khinh khí cầu này một cách nhanh nhất cho mọi người nha. Và mình đảm bảo là ai cũng có thể làm được luôn. Còn một cái nữa ở trong cái bản update lần này, đó chính là quà tặng nó được thay đổi đây mọi người. Mình thấy cái là dễ thương nhất luôn, đó chính là cái bộ quần áo với lại mấy cái đồ bè giống như là cấu trúc này nè. Thì mình thấy nó rất là dễ thương. Thì mình nghĩ đây là các cái thay đổi mới ở trong cái bản update đó. Về phần quà tặng thì nó đã mất cái cánh thiên thần với lại cánh ác quỷ rồi. Thì mình nghĩ có khá nhiều bạn buồn đấy ha. Nhưng mà không sao, đây là các cái phần quà mới này mọi người. Mình cực kỳ là thích cái áo mà 34 kim cương luôn á. Thì mình chắc chắn là mấy cái bạn mà yêu quý mình đã gửi tặng cho mình rồi. Thì tí nữa mình sẽ mặc cho mọi người coi nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi bằng cái khinh khí cầu. Mọi người thấy không? Cái khinh khí cầu này nè, lúc mà ra đây á, thì nó sẽ mất á. Nó chỉ bơi được trong đất liền thôi mọi người. Và khi mình muốn đi thì mình phải đu lên nha. Và đây là toàn bộ những cái điểm mới ở trong cái bản update lần này. Thì nếu mọi người thích thì mọi người hãy vô thành phố liền đi và khám phá liền đi. Bởi vì mình nói thì cũng không có hết ý được đâu. Chúc mọi người sẽ vui vẻ với cái bản update lần này nha. Bye bye.